bắt đầu. Xin chào Buenos Dias. Năm 2022 là năm có nhiều ý nghĩa quan trọng trong quan hệ Việt Nam Tây Ban Nha khi hai nước chúng ta kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Tôi vui mừng nhận thấy rằng trong 45 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước chúng ta đã không ngừng phát triển. Về chính trị, Tây Ban Nha là nước EU đầu tiên mà Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược kể từ tháng 12/2009. Trong những năm qua, hai nước chúng ta đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao, đoàn các bộ ngành và địa phương cũng như ký kết nhiều các hiệp định hợp tác trên các lĩnh vực. Về kinh tế, kinh mạch thương mại giữa hai nước trong những năm qua đã phát triển mạnh mẽ. Năm 2009, kinh mạch thương mại hai nước mới đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, nhưng những năm gần đây con số này đã tăng lên hơn gấp đôi, đạt trung bình trên 3 tỷ đô la Mỹ một năm. Tây Ban Nha hiện có trên 80 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư khoảng 135 triệu đô la Mỹ. Tây Ban Nha cũng là nước trong những năm qua dành cho Việt Nam vốn vay ưu đãi và tín dụng thương mại để phát triển cơ sở hạ tầng. Hợp tác về văn hóa và giáo dục giữa hai nước trong thời gian qua cũng đang được chú trọng và phát triển mạnh mẽ. Hiện nay tiếng Tây Ban Nha đang được giới trẻ Việt Nam rất ưa thích và theo học. Tuy nhiên, thẳng thắn và nhìn nhận, tôi cho rằng quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước chưa tương xứng với quan hệ chính trị, quan hệ đối tác chiến lược cũng như tiềm năng hợp tác giữa hai nước chúng ta. Vì vậy, tôi mong rằng với việc hiệp định tự do thương mại EU Việt Nam và hiệp định bảo hộ đầu tư EU Việt Nam có hiệu lực, các doanh nghiệp hai nước sẽ tận dụng những ưu đãi mà hai hiệp định này mang lại để cùng nhau hợp tác kinh doanh đầu tư, đưa quan hệ kinh tế giữa hai nước chúng ta phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Năm 2022 cũng đánh dấu 20 năm Việt Nam mở đại sứ quán tại thủ đô Madrid. Là đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Tây Ban Nha vào thời điểm mà đại dịch Covid-19 bùng phát, tôi được chứng kiến những nỗ lực phi thường của chính phủ và nhân dân Tây Ban Nha trong việc ngăn chặn dịch và vượt qua đại dịch, xây dựng đất nước Tây Ban Nha ngày càng phát triển, phồn vinh và tươi đẹp. Xin chúc mừng những thành tích đó của chính phủ và nhân dân Tây Ban Nha. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tây Ban Nha, tôi xin chúc cho quan hệ đối tác chiến lược và Việt Nam giữa Việt Nam và Tây Ban Nha ngày càng phát triển vì lợi ích và phồn vinh của nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng trên toàn thế giới. Xin trân trọng cảm ơn. Muchas gracias.